Theo em được biết 10 đề mục thiền là cái mà tỳ kheo gom gọn danh sách lại để tập trung tu tập. 10 cái này không biết là 10 cái gì? 10 cái casino hay là 10 cái bất tỉnh? Hay là 10 tùy niệm nữa chứ? Trời đất quỷ thần ơi, nói gì ai biết đang nói cái gì? Điều này dẫn đến một điều là sức tập trung mạnh và vô tình nhờ đó mọi công việc được hoàn thành nhanh chóng, việc quyết tâm mạnh. U cha, xin sư cho hỏi kinh nghiệm cá nhân về điều này và nếu áp dụng để dịch tam tạng hoặc trau dồi tam tạng cũng sẽ rất có lợi. Câu giả thuyết này có tồn tại trên thực tế hay không và có cách nào để Phật tử tu tập như các sư để nâng năng suất học và dịch tinh được? Rồi ok, coi như hỏi cái này đi. Làm sao để Phật tử tu tập như các sư để nâng năng suất học và dịch? Rồi. Tại vì á, cái bạn đặt câu hỏi là bạn chưa có nắm cái kiến thức giáo lý căn bản về Phật học. Cho nên là bạn không phân biệt được giữa cái định là gì mà thiền là gì, các đề mục thiền là gì. Bạn không phân biệt được thì bạn chỉ nghĩ là mấy sư mà hành mấy cái thiền đó thì tập trung, rồi cái chuyện tập trung đó thì học kinh rồi dịch kinh là tốt. Là bạn này muốn hỏi là bây giờ bạn cũng muốn có được cái sự tập trung như thế đó thì phải làm sao đó. Sư tóm gọn lại cái câu hỏi như thế, thì muốn rèn luyện tâm ha, muốn rèn luyện tâm thì chúng ta cần phải tham dự các cái khóa thiền để chúng ta rèn luyện cái nội tâm của mình. Còn nếu không á thì mình có bao nhiêu mình xài bấy nhiêu, tức là tâm của mình cái khả năng tập trung thôi. Sư nói những cái từ mà những cho dành cho những người chưa biết gì về Phật pháp cho họ dễ hiểu ha. Dành khi mà mình làm việc gì đó thì mình nên tập cái khả năng tập trung. Mà muốn có khả năng tập trung đó, một là mình tham dự các khóa thiền, sẽ có các vị thiền sư hướng dẫn. Hai, không có thì mình có bao nhiêu xài bấy nhiêu, là mình làm việc gì mình ráng mình tập trung. Mà trong khi mình đang tập trung mình làm việc á, nếu như có bất kỳ những cái suy nghĩ gì thì cũng đừng có để ý tới nó, mình chỉ lo công việc của mình thôi. Và mình dẹp hết những cái có thể làm cho mình bị phân tâm. Thí dụ như điện thoại nè, nếu cần thiết tắt nguồn. Nhiều người có thói quen mở bật điện thoại lên coi, không biết có cái gì trọng, nhiều khi không có cái gì hết vẫn bật điện thoại lên coi. Tắt nguồn điện thoại. Rồi mình dẹp hết những cái ngoài ra. Nếu mình làm việc dựa trên giấy tờ ấy, thì tắt máy tính luôn. Làm cái gì tập trung cái đó, không có nói chuyện phím để tránh cho tâm của mình nó bị sao lãng. Rồi đặc biệt là nếu như cần thiết thì mỗi ngày, hàng ngày chúng ta phải lưu tâm đến cái giới của mình, tức là năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Để chi? Để mình không bị ăn năn day dứt vì những chuyện tội lỗi mà mình đã làm, hoặc những chuyện lẽ ra mình cần làm mà mình lại không làm. Thì trước mắt thì như vậy đi. Đó là cái sự hướng dẫn của sư dành cho những người chưa biết gì về Phật pháp, muốn có sự tập trung thì làm như thế. Không biết Đại Đức Đời Tường có chia sẻ gì hay không? Thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì cái ý chính đó nha, cái ý chính của câu hỏi này thì Đại Đức Hạnh Tuệ trả lời sư thấy là rất là đầy đủ, rất là chính xác rồi. Và Đại Đức cũng có lời khuyên á, khuyên cho quý vị về cái khóa thiền sắp tới, những lợi ích mang lại. Ở đây thì chư cũng chỉ cho thêm lời khuyên thôi, không, cho lời khuyên thôi, tại vì Đức Hạnh Tuệ trả lời sư thấy đầy đủ rồi. Cái lời khuyên như vậy thì ở trong Tăng Chi á, có nói là có 6 cái trở ngại khi mà tu quán niệm xứ. Thì tại sao lại sư nói vấn đề này? Sư nói vấn đề này á, tại vì nó liên quan thực tế và trực tiếp luôn. Tại vì sắp tới
có thể vị này có thời gian tham gia khóa thiền, hay là nhiều vị hành giả thời gian tham gia khóa thiền đó, thì mình phải tránh vướng vào sáu cái trở ngại này trong cái việc mà tu quán chánh niệm xứ ha. Đó là cái gì? Thứ nhất đó là ưa thích công việc, mình phải tránh đi cái việc mà ưa thích công việc. Thứ hai là ưa thích việc nói chuyện. Thứ ba là ưa thích ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ đây phải nói rõ nha, có nghĩa là trong cái thời khóa biểu hay là trong cái quy định của thiền viện hay là khóa thiền á, ngủ giờ nào, nghỉ giờ nào thì mình thực hành đúng theo cái giờ đó. Đó. Ở đây mất công sư không nói là ưa thích cái việc ngủ nghỉ, vị là hiểu là không có cho ngủ nghỉ nữa, cứ phải tích cực này nọ cái gì đó, đó không đúng nha. Nghĩa là mình phải thực hành cái việc ngủ nghỉ mình vẫn có theo đúng cái từ khóa biểu của khóa thiền. Cái thứ tư là tránh ưa thích cái việc mà hội họp. Cái thứ năm là phải phòng hộ các căn, phòng hộ cái thu thúc lục căn đó đó. Và cái cuối cùng quan trọng mà ít có vị nào để ý hết là cái tiết độ ẩm thực, có nghĩa là mình ăn làm sao mà không có quá no, không bữa đo không có quá no, tại vì quá no nó vừa nó ngồi ngồi thứ việc ngồi thứ nhất là nó nặng nề mà dễ bị hung chập à, mà cũng không để quá đói nha. Đó sao mà tiết độ ẩm thực cho nó phù hợp, thì cái việc mà các vị á, tham gia cái khóa thiền á, tín niệm xứ nó sẽ mang lại hiệu quả. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.